Cho anh lát mà thích. Chị nào ngồi trên mail mà vừa bạn đây cái này đã Phương Hùng mới hoạt động cách đây 2 phút là cô cứ gọi điện đi chị kìa đó đó chị bây giờ cũng đang hoạt động đó đó có nhiều cái gì nó nhỏ hơn còn nhiều cái nó nhỏ chứ bởi vậy là nhìn thấy quay mới nói với bạn đấy ông cũng nói béo lắm quê quê bác nghèo gọi là nói béo đó mới lúc nãy là kim trong nó chấm dứt chấm dứt cái gì chấm dứt và cầu mong cho tất cả các bạn hiểu được cái lời của ông Trâm mà chết cái số đó đúng như bác Hồ mình nói chủ nghĩa dân tộc đúng không trước khi đi này là em coi được cái ông luật sư gì quên lại trở lại quên cái ông thiên ôi rồi ông chửi con Mai Khôi với lại ông chửi đừng chửi ai quý khán giả chúng tôi cuối cùng thì một sắp đặt của một sắp đặt của tâm linh nhất phẩm nhất chất ra do tiền định tất cả những miếng ăn miếng uống của mình đều ra trời định hết ngày hôm nay hai ông bà này là đầu tiên thì không có thấy ông này ở trong này chứ cái đây đó thấy chưa chưa thì và hai vợ chồng của Quyên Đoàn Ngọc Thạch dạ đúng và Tố Quyên cũng là Tố Quyên nữa dạ tặng làm Tố Quyên thì chúng tôi làm thủ tục đầu tiên trước khi chúng tôi bắt đầu ở đây có những cái món mà chúng ta có tiền chúng ta không mua được và là một trong những món đó là nó sẽ đi với lại quý các bạn hy vọng là nó sẽ đi với các bạn suốt đời cái ruột của nó các bạn có thể thay được hết ruột này mình thay ruột khác những cái vỏ rất là hiếm có để trên web thật chất để gửi cho bà xã em gửi cho Quyên cảm ơn bác rồi phụ nữ chưa cảm ơn anh khách chưa dạ lớn tuổi chúng ta cũng thật thọ đi và đây là nghe cái live stream ngày hôm nay của ông Phạm Trần viết không quý vị các bạn có ý kiến gì không? Ông Phạm Trần là một nhà bình bút bình luận của phía Việt Nam Cộng Hòa ở bên đó là ông Trung Cộng nhưng ngày hôm nay nó muốn cho những người cộng đồng ở bên đó nó phải đọc cái bài đó của ông Phạm Trần tại vì cái bài đó là ông Donald Trump cho một cái tát vào mặt cộng đồng Việt Nam tại vì ông đi không nhắc một gì một chữ nhân quyền này. Không nhắc gì mà chúng ta quyền quý vị cái đó cái hy vọng của mấy đồng chí ở bàn với mấy đồng chí ông có than phiền ông bảo này tổng thống Bill Clinton cũng là vấn đề nhân quyền mà thật sự là không có chữ nhân quyền đâu hai nước đồng ý là tôn trọng quyền làm người nó nhiều thứ đâu phải chỉ có nhân quyền tại mấy ông nhân cộng đồng cứ lấy nhân quyền nhưng mà em căn cứ ý kiến để cho em nói cái ông Obama là ông nói thật là ông hiền lành nhưng mà ông rất việc em nói nghe là ông lôi phụ như là phủ sang Mỹ ông lôi tại sao lại anh đang nói cái chuyện của em anh nói cái thằng hùng cào cù và vũ ở đây nó không xứng đáng để nó ngắt lời của anh em nói tính của anh em nói ông Obama là ông còn mời mà không còn mời tụi nó vào trong cái chuyện anh đang nói chưa hết lời thế này ông Phạm Trần ông nói rằng á ông Obama cũng là một cái thông cái gì mà ký kết chung với lại Trương Tấn Sang là hai nước đồng ý là tôn trọng quyền làm người ông bảo rằng tới khi ông này á thì không có tôn trọng quyền làm người mà chúng ta phát huy quyền làm người thì tôi bảo rằng anh bảo rằng á ông không hiểu ý của ông Obama, ông Donald Trump có nghĩa rằng á hai ông kia tôn trọng quyền làm người trong đó là có cả nhân quyền trong đó chứ đừng cứ nghĩ rằng quyền làm người là chỉ có nhân quyền nó nhiều thứ trong đó nhưng mà đó tại sao ông Donald Trump tại vì ông công nhận rằng từ hồi tổng thống Bill Clinton cho tới bây giờ Việt Nam làm đầy đủ bức ổn okay. Là tôn trọng quyền nhân quyền thì tôi không cần phải nhắc nữa câu ra rất là dài đó phải hiểu được cái tâm ý của ông Trump rồi bây giờ tới phiên em nói đi cái đề tài nó xong rồi thì em mới tất cái ông Obama là ông còn mời là Vũ Huy là có gì đâu mời là Vũ Huy là Vũ vào này Vũ Huy là Vũ với lại Biếu Cày vào của cái thằng người Liên Xô
làm nhục có sao? Em phải hiểu được cái chính trị của nước Mỹ thì em mới thông cảm cho ông. Người ta sắp sửa bầu cử, người ta kiếm phiếu. Người ta kiếm phiếu của những cái đám mà chống cộng. Ít nhiều nó cũng có được một lá phiếu. Một lá phiếu có thể quyết định được. Hồi đó là luật sư Dina Nguyễn chỉ thua cái con Giang Anh Nguyễn á. Gọi là con Giang Anh Nguyễn á. Thượng nghị sĩ nhưng mà tôi gọi là con. Con bà Tàu. Em cũng biết cái con đó. Mà nếu mà nó đi ra tòa, có thư đi ra tòa đó, không dịch ra tiếng con ở bên Mỹ, nó không dịch ra tiếng con được. Mỹ không có tiếng con mà không có tiếng thằng. Tôi gọi anh bằng thằng, nhưng mà ra tòa anh bảo thằng này nó gọi tôi bằng thằng. Quan tòa hỏi liền, thằng nó là cái gì? Không nên được. Thằng kia nó bảo tôi là Việt Nam. Tòa nó hỏi Việt Nam là cái gì? Đâu có. Chỉ có hồi xưa mấy cái thằng mà Việt Nam mà đi làm mật thám, làm bồi Tây thì người ta mới gọi là Việt Nam. Đó là Bác Hồ gọi nó là cái Việt Nam. Bây giờ không thể nhận được cái Việt Nam. Hồi tranh viên là gì? Đâu có nước nào có hồi tranh viên đâu. Không lý mình gọi là returnee. Returnee là trở lại nó không nghĩa gì hết. Dạ, đúng rồi. Thành ra đó Giang Anh Nguyễn hơn mà đi Giang Nguyễn chỉ có 7 phiếu. Chỉ hơn có 7 phiếu mà Giang ấy, mà đi cái thành Giang có một lá phiếu rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Anh, nhưng mà cái lá phiếu đó là chỉ trong cộng đồng người Việt mình hay là... Không, lá phiếu là trùng hết. Trùng hết rồi. Em có em đâu cái, có biết. Cái lá phiếu của người Việt Nam á chưa không đủ để mà quyết định. Nhưng cái lá phiếu người Việt Nam có thể thay đổi số phận của ứng cử viên. Thí dụ hai ứng cử viên này nó tương đương nhau, ông này là 45, ông này 50. Việt Nam dồn cho ông này, nó là ông này lên 51, thế là thằng. Nó không có cho mình phép được chọn một ứng cử viên. Nhưng mà nó có lại có quyền cho mình một cái để gọi là mình ủng hộ ứng cử viên nào thì ứng cử viên nó dễ được đắc cử. Thì ông Obama ông đưa cái những cái thằng đó vào là ông nghĩ rằng là ông sẽ lấy được một số phiếu của người Việt Nam. Chứ thật sự trong tâm tâm Obama đâu quan trọng gì, không quan trọng. Nếu mà ông quan trọng á thì ông đã yêu cầu cho cái thằng này thả ra, yêu cho thằng này. Ông mấy người này không nghe lời ông Donald Trump. Ông Donald Trump ông đã nói một câu rất là rõ ràng. Ông Donald Trump ông nói một câu rất là rõ ràng. Chúng tôi không, khi mà hỏi ông về ông nghĩ sao về nhân quyền này, mà chúng tôi không thể mang cái xã hội Hoa Kỳ lên áp đặt vào bất cứ một nước nào để đấy. Cái câu trả lời của ta rồi. Một người mà trở thành một tỷ phú nước Mỹ là sợ tuyên bố mà nó khủng lắm. Thực ra là nước Mỹ mà ông Trung nó là mạnh mẽ, ông một người là cầm quyền ok, tại vì em không biết rồi. Dạ. Người Việt mình thì hay thích tình cả. Cho hai anh em trích lại nha. Dạ. Anh không phải bê đê. Nhưng mà em sợ chồng em quá. Từ ngày gặp anh Hùng em sợ quá. Anh mà có cái biểu hiện đó là không phải mà bê đê mà quánh bê anh dục luôn. Nói gì nói chứ em nói mấy câu này em rất là vui. Hay mặc dù anh gia vợ chồng của anh chị Út lớn tuổi hơn, nhưng mà em cũng rất là vui, vẻ nói là cũng háo hức mong chờ gặp anh Hùng. Và đặc biệt là cái kênh mà KCB Đài Loan nói chung đó, thì anh này là ông Trùng thì nói làm gì nữa, là ai cũng muốn gặp đó. Chính ra nhiều khi đó em nghĩ là về đây là hôm qua đó chị Út anh cũng phải lựa chọn nhiều lắm. Tại vì nói gì nói chứ những cái người mà mong muốn gặp anh thì rất là nhiều. Tại vì phải cái điều mà anh làm thì ngay cả tôi em cũng đi rất là làm được. Tức là cái làm những cái điều mà tức là nó hài lòng tất cả mọi người. Đây là mình chỉ nói về không hết à? Không, vài phần thế đó. Em đang nói là đây là mình chỉ gói gọn là những người yêu nước thôi. Cảm ơn người yêu nước. Yêu nước thì cũng giống như anh nói, yêu nước không phải là mình cứ nhất thiết phải là yêu chế độ đâu. Như anh về đây nè, anh khóc thì những cái giọt nước mắt của anh rất thật. Không phải là diễn hay là cố gì mà bao nhiêu lần nó đều vậy. Thì chứng tỏ là hôm qua Facebook chỉ nói với những cái kẻ mà nói chung là mình không dám nói cái từ cờ vàng hay là phản động gì. Thì nói là anh rất mạnh mẽ bên ngoài.
nhưng mà thực ra ở trong lòng người rất là tình cảm, tình cảm rất tình cảm đấy, có nhiều, đó, nhiều người nói trong cái trường mâu thuẫn rất là mâu thuẫn. Thì bởi vì khi mà anh cái mấy clip mà anh ngồi gặp mà ông thứ trưởng gì đó muốn nhân dân không cái lần đầu tiên á rồi ông Nam hay là ông Sơn đó, ông Sơn, ông Sơn là con này, ông Nam anh cũng mặc cái bộ đồ đen rồi cái đó thì em nhìn á, nếu mà chưa phải là anh bây giờ thì em nhìn đúng ông này một sát thủ chống cộng sát thủ luôn, nhìn như kiểu mà SS hồi xưa của Đức không, nhưng mà rõ ràng là ông anh cái khối lượng công việc của anh nó làm quá lớn, cái sức khỏe của anh tốt, cái khối lượng của anh đúng ông bà thương á, mọi người mà nó cũng rất mong muốn làm sao mà để cho anh có nhiều sức khỏe, tại vì nói thật là cũng hiếm để mà tất nhiên là ai cũng nói được nhưng mà nói đi đâu mới làm nó khác với lại ông Thiệu. Đừng nghe những gì để rồi nhưng mà anh từ từ đi ông anh nói là phải cùng đói chứ ông không ăn gì đâu à. Tụi em thì gắn ngắn ngọn lại là rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng mong chờ mà cũng rất là lo lắng, là tại vì không biết là ông anh có hài lòng với khu vực này không. Quá thành ra là ngoài em muốn rồi thôi, bây giờ nâng ly chút xíu đi ha. Chúc mà mặc dù nó không có đông vui lắm như những lần anh gặp ở ngoài Bắc ngoài Trung, mời các bạn dạ xin mời nhưng mà phải hỏi ngộ bây giờ nói trời Phật đã cho mình một cái sức khỏe. Chứ chẳng ai cũng muốn sức khỏe nhưng đâu phải là ai cũng được. Nếu ngày 30 tháng 11 năm 1968 viên đạn nó không vào đây mà nó vào đây thì giờ này có Nguyễn Phương Hùng hay không? Để là anh bị cái chụp cái tay em cứ thấy dơ lên ngoài mà dơ cho em nhìn thấy coi. À, để đó. Và nếu mà ông này John McCain ông John McCain mà không rớt cũng nó hồi chết cúc bạch mà cái máy bay mà ông tan tành thì giờ này mình có một người bạn thân là nghị sĩ John McCain, bạn rất thân của Việt Nam thì phải rằng đây là một cái sự sắp đặt của tâm linh, nghĩa là phải cho ông John McCain sống để ông còn ủng hộ nhà nước Việt Nam, phải cho ông Nguyễn Phương Hùng sống để ông còn phải trở về và ông mang những giọt nước mắt về để cho quê hương. Đó là cái sắp đặt, mà những cái chuyện sắp đặt nó không phải là một ngày một giờ, nó đi thời gian rất là dài. Mà cũng không phải là để cho anh trở về một mình, em nói còn trở về thêm, em nói nếu mà có một cái gọi là cái ủy ban mà để mà bầu ra thì anh phải làm 3-4 chức vụ. Thôi anh thì anh dám không ăn cái gì đó. Anh là chiêu hồi ngược, anh chiêu hồi ngược. Năm mà cái tin tức làm sao mà đến năm thứ 36 anh mới gọi là chùa chút về hang thì cũng hay. Đúng là chứng tỏ là cái truyền thông ngoài cái gọi là cái chính kiến của anh đi, đó là cái tác dụng của mình, cái truyền thông hải ngoại nó khủng khiếp thiệt. Nó khủng khiếp lắm. Khủng khiếp thiệt. Mà anh sao mà lắm đài thế anh? Ai nuôi mấy đài đó mà sao nhiều đài? Người nghe cái quảng cáo nó nuôi. Dạ. Cái em phải nói như này, KBG hải ngoại ai nuôi thế này? Dạ, ai nuôi? Không có người nào nuôi. Không, em chỉ là em này, ví dụ đài của ông Đoàn Trọng là đài gì nhỉ? Ông Đoàn Trọng đâu có đài, ông Đoàn Trọng đi làm cho đài tiếng nói Việt Nam. Ông làm cho người ta, nhưng mà cái đài đó là đài gì nhỉ? Đài đó lâu đài nhất ở trong quán ăn. Clip rồi Sài Gòn, Sài Gòn này, rồi FPTN này, rồi cái đài của ông Đỗ Dũng, rồi cái đài đi tung lưng. Đỗ Dũng không có đài, Đỗ Dũng là báo viết, báo người Việt, nhưng mà nó làm một cái chương trình gọi là Người Việt TV, chỉ có sát sinh để nó đọc cái phần tin tức thôi, nhanh. FPTN sau này, sắp sẽ chết rồi, sắp sẽ chết rồi. Cái chương trình mà cầm cho thêm đá chương trình mà cầm cờ vàng mà đi vòng cũng có nhiều. Đây là cáo nè, đây ngay cả ở Mỹ chủ đây, bây giờ anh nói cho nghe nhé. Dạ. Mới biểu tình là từ tháng trước. Dạ. Tháng này biểu tình lại đi xin cờ à. Mà cái cờ đó đâu phải là trái cây đâu, nó có hư đâu, nó đâu phải thích ăn đâu. Mà nó xin nó là lại đi nữa hiểu. Thì đó là cái cớ. Thì hỏi tại sao mất cờ, làm sao mất Việt Cộng. Thế mà Việt Cộng mà nó ra nó lấy được cờ của quý vị, cái Việt Cộng nó giỏi quá rồi. Nó từ bên kia nó về đây mà cờ của mình để đó. Bây giờ hôm qua có thằng nào nó comment không biết quấn lại trong kia, để lại có người đứng đó mà đứng đó để cho Việt Cộng lên cắp cờ, chứ là cứ đề cao Việt Cộng nó giỏi quá. Có phải người giỏi bảo là gì đó là cái cớ. Nhưng mà
mà đi đây như bớt rồi. Nhưng mà ở bây giờ thì hết rồi, nhưng đừng nói bớt. KBD hải ngoại là chấm dứt cái sự nghiệp mà là chấm cộng của họ. Ông Ngô Kỳ ông còn đi vô tận tiệm tao. Bây giờ Ngô Kỳ không ai nghe hết. Dạ. Anh đã nói là tất cả những người em nhặt chất về cộng đồng sai hết. Thì từ hôm ra qua, từ hôm em nói chuyện em mới nói Ngô Kỳ vào đó. Ngô Kỳ vào cái đâu người ta đuổi ra cái đó. Dạ. Ừ. Dữ vậy đó anh. Nó mà không còn ai nghe, nó mà không ai sợ. Mỗi lần em thấy ông lên đài, ông bảnh tỏ. Ở đây cái chuyện của cũng rất bình thường. Đấy. Cái chuyện bảnh tỏ. Cái chuyện một cái bộ quần áo. Dạ. Chùa ông ở đâu vậy? Chiếc áo không làm nên thầy cô. Ông ở nhà ai vậy? Ông ở lung ta lung tung hết. Có người ông ở chứ. Thì có người cho ông ở thì những người đó, những người trong cộng. Bây giờ trở lại cái vấn đề, cái về quý. Dạ. Một lá cờ 5 đồng. Nhưng mà thật vốn á, lá cờ nó chỉ khoảng 2 đồng nữa. Lá cờ nó chứ không lá cờ to chứ to, gần bằng cái bàn này. Cái cờ này cứ xua xua thì cờ to thì người ta nói chuyện biểu tình nó đi chín cờ này chứ ai này chín cờ chú. Nói cho là cái bà ham nói. Mấy người nó sai chuyên môn đấy. Nhưng mà để xong rồi cái ok cái cờ như vậy, nhưng mà đôi chuyện xin tiền mua cờ không ai cho 5 đồng 10 đồng hết. Yeah. Tối thiểu là phải 20. Yeah. Yeah. Đấy. Đấy. Nhưng mà đầu hầu hết là 100 100 100 100. Yeah. Mà đi từ cái đầu mà đường Magnolia đó, đường tức là mắt hóa lia đó gọi là mắt lia, đi qua cái đường bốc hót là bốc hót trên cái đoạn đường Bosa đó là cái mà gọi là buôn ra quốc đó, nó chỉ có cái đoạn đó thôi. Thì đi đó bao nhiêu cửa tiệm, khoảng chừng nó là ít nhất 1000 cửa tiệm. Dễ sợ thôi. Thì mỗi một cửa tiệm mà cứ được $100 thì nó bao nhiêu? 50 thôi chứ không cần trăm. Đó là cái vấn đề mà Nguyễn Anh Tú nói rồi. Nó chỉ có hai cái là gọi là cái ngoài. Là cái nó gọi kinh doanh chống cộng và kinh doanh từ thiện. Từ thiện. Ông sư mà nói lên một lời đó là người ta bỏ tiền nào nào. Cha nói lên một lời. Yeah. Một tuần lễ trước ngày hủy nhật của Đức Thánh Trần. Yeah. Quan Kinh Nhơn triệu tập đại hội cộng đồng được 27 người. Tôi già rồi, tôi ở xa quá. Quan Kinh Nhơn ở khoảng cùng cách khoảng lý là chơi gồm 60 km. Nếu mà giờ ông muốn ai ra thay thế ông á, không ai thay hết. Không ai nắm tay, không phải là lý do tại sao. Thì anh biết trong cái anh nói trong hội đoàn này, ông thu 160.000 đô la để xây tượng đài. Dạ. Mà cái tượng đài đó lúc đầu thì nói là chỉ giá vốn là khoảng 15.000, cần 15.000. Dạ. Thì bây giờ đó anh muốn trao cái tượng đài cho người khác, anh phải trao cái số tiền còn dư lại. Dạ, nó nằm ở đâu? Dạ. Đấy. Đấy. Anh mở ơi, tôi trao lại cho quý vị. Này đi. Mà trao tiền sao, nhưng mà cái chính như đây á là cái ông Ban á. Yeah. Ông là người của Việt Tân. Ông là chủ cái khu phố gọi là Hà Nội Plaza. Ông chết rồi. Ông chết rồi thì con ông mới lên làm việc. Mà con nít ở bên Mỹ giống như con anh của mình. Cái thế hệ nào này nó không cần biết. Yeah. Nó làm đúng là kiểu đó. CPA bảo ok, cái chỗ này á hãy còn bỏ trống. Yeah. Không có tiền, nhưng mà tôi đi ngang qua tôi thấy là người ta có làm đó, là cái đền Trần Hưng Đạo. Ừ. Thì ông Ban ông cho những người này được để trong đó nó là với miễn phí. Yeah. Nhưng mà thằng CPA thằng con nó lên nó bảo nếu mà như vậy thì mình phải báo cáo như thế nào như thế nào. Không thể nói là tôi cho không được. Đấy. Đó thì bây giờ nó đòi tiền. Cái CPA nó đòi tiền $5,000 một tháng. Tiền đâu mà trả. Thì không có trả đây thì ông Phan Kỳ Nhân cũng bỏ chạy. Bỏ chạy đúng rồi. Nhưng mà ông có hai cái bỏ chạy trước nữa. Bà Trần Thanh Hiền á là một sát thủ của Phan Kỳ Nhân. Đó là đi sát với nhau với ông Phan Kỳ Nhân. Đi sát đến nỗi mà có một lần bà vợ ông Phan Kỳ Nhân phải ghen. Thì tôi không nói cái chuyện này vì mình không nằm dưới gầm giường người ta, mình không biết. Nhưng mà đó, bà lên bà họp báo, bà lên trên đài Little Sài Gòn TV của ông Trần Trọng. Bà nói rằng, bà bảo rằng, sở dĩ tôi phải lên đây để nói cho đồng bào biết. Chúng tôi đã nói với anh Phan Kỳ Nhân nhiều lần rồi. Để triệu tập đại hội cộng đồng, anh Quang Thị Nhân không làm, thằng ấy tôi phải lên làm.
thì anh ấy biết, anh bảo làm sao mà không nói được. Tự nhiên một cái chức vụ chưa bao giờ có trong cộng đồng là chủ tịch ủy ban thường vụ, mà cái chữ thường vụ đó là chữ của cộng sản. Việt Nam làm gì, Việt Nam Cộng Hòa làm gì có chức tiểu thường vụ, thường vụ để đưa ông ấy lên làm chủ tịch ủy ban thường vụ, trong nội quy của cộng đồng không có. Thế là ông sung sướng rồi. Trung tướng thì khi mà Bùi Tây Phát với lại nhóm mấy nghị viên 7 người để đi qua bên Thượng Hải để ký hợp đồng, cộng đồng gửi lên thì nó bảo nó hủy bỏ, nó báo nó bảo ok chúng tôi hủy bỏ chúng tôi không đi. Thì anh biết là em bảo là cộng đồng hát còn ngây thơ, nó chống cộng một chút này ngây thơ, đâu có phải người ta phải qua Thượng Hải người ta ký. Người ta kiếm ra tại Garden Gold chứ không ai cấm đâu. Thì khi mà người ta đã đồng ý người ta không đi là tại sao? Là tại vì cái đó là một cái món quà. Đấy, cái công ty ở Thượng Hải nó muốn mời ở 7 ông qua bên này này, không được về cho chúng tôi này, có khách sạn 5 sao này kia, rồi khách sạn ngàn sao buổi tối mà gọi nó mấy em lên mắt ra mắt gần xem nó là cả ngàn sao luôn. Thế bây giờ các ông cấm cho người ta đi thì người ta vẫn ký bên này rồi. Thế đúng cái giờ bà Trần Thanh Hiền nói bây giờ đó là thành phố Garden Gold nó bán cái Garden Gold, nó bán đất Garden Gold của chúng ta cho Trung Quốc, Trung Cộng, nó gọi Trung Cộng đó. Thế trong này cái hỏi là tại sao này mình tới đây mình tị nạn, mình xin ở nhà, ở người nhà người ta là bảo nó bắn cái đồ của chúng ta. Bà nói hai đài không có đài nào dám dám cho, tại vì đa số những cái đài kia là bị mua chuộc hết. Thành ra đó mà khi mà hồi xưa nhá, nói là khi nào ông Phan Kỳ Nhơn ông nằm xuống á hay là ông không hoạt động nữa là coi như cộng đồng này chết chấm dứt. Tại vì mấy người kia đó đâu có ai làm hết. Lãnh đạo mình còn chưa vô tư mà đã nghe hồi rồi anh nói em vô tư trong chiến tranh các anh đoàn kết, trong hòa bình các anh tự kiếm nhất lẫn nhau. Anh giặc anh diệt được giặc Pháp, anh diệt được giặc Mỹ, anh diệt được Trung Quốc, nhưng mà anh không diệt được nhặt việc tham nhũng là chế độ sẽ sụp đổ. Nói thật nên có ai dám nói không? Cái đó là sự thật và quy luật. Nước nào cũng có tham nhũng hết, nhưng mà nó ở một cái mức độ nào, giới hạn nào, chứ không phải là cái gì cũng ra được. Em không có cửa để tham nhũng, thành ra em chỉ biết cảm ơn chế độ là em có nhờ yên bình em có cuộc sống như vậy, thế thôi. Còn nếu không có cửa thì phải công nhận là không có cửa. Điều em thấy đúng mà bây giờ là 42 năm em có thấy. Em không biết ở đâu nhưng mà có lẽ là trong khu vực mà lớp Sài Gòn này với lại lân cận. Em chưa bao giờ nghe một quả bom, một quả lựu đạn nó nổ cái đầu em. Phải công nhận là cái điều đó đẹp. Nhưng mà anh giống như anh hay nói là có nói là giống như Ukraine đó. Đó, đòi tự do tự trị suốt ngày. Hôm qua ông đại tá công an nói tôi giống như ông nói anh là một người anh hùng trong thời bình. Nói bảo thôi tôi đâu anh hùng trong chiến tranh chứ còn thời bình nữa là chiến tranh nữa. Tôi này 20 năm nay tôi kết nối cộng đồng không được cùng mình anh em đại. Ông nói đấy, ông đại tá nói cái việc của anh làm em đã nói là nó rất là nó có hai ba cái cặp đầu dòng. Nó rất ý nghĩa nè. Nó phải nói là nó cái công việc anh làm đó, nếu mà một tổ chức đi thì em không nói, nhưng mà chỉ một cá nhân anh làm em nói khẳng định luôn thì bên cái cộng đồng người Việt ở bên đó chắc chắn là không có ai rồi. Nhưng mà ngay cả ở đây, tức là nên bây giờ mình lập được là cái nghị quyết 36 thì mới chỉ đưa là như vậy, còn triển khai làm sao anh nói, thậm chí anh không nói em cũng không biết cái nghị quyết 36 em không biết. Thì em nói là anh nói tư tưởng anh trơn đó. Quý vị ngủ say tin chiến thắng. Quý vị rằng quý nghĩ rằng quý vị thắng được miền Nam là quý vị thắng tất cả. Lúc đầu quý vị tưởng rằng mấy cái thằng miền Nam qua bên đó thôi nó đi thôi nó chạy. Ai ngờ đâu chính nó là những cái viên đá dọc đường. Nó ít chân nó ngoài cản trở thì đúng không được mình làm. Thì quý vị làm nghị quyết 36, quý vị làm ra quý vị để đó không ai biết. Tôi là một thằng Việt trong cũng chẳng biết. Nếu tôi không về Việt Nam tôi không hiểu được. Nó chỉ một câu rất ngắn
nghị quyết 36 là coi đồng bào hải ngoại là một thành phần không thể tranh giành của quốc dân tộc, một câu rất ngắn. Ngoài kia nó nói nghị quyết 36 là móc túi, là móc ruột. Có ruột đâu mà móc. Các ông bà toàn là đi lính sư đoàn 800, sư đoàn 900. Chuyện không có, cứ mày đặt cái mắt thiệt. Sư đoàn 800 là gì? Đoàn những người lãnh tiền tâm thần. Mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này đi lên trình lãnh tiền. Hỏi ông nghĩ gì? Ông không biết nghĩ gì nè. Rồi một cơn nhắm mắt cái ngủ là thấy đạt, trúng đạt. Khai như vậy để được tiền. Khai, nhờ khi tôi đang ngủ tôi mớ. Bước ra đang giết biệt tộc. Người đi trước, người đi sau. Một ông vào trong họp hút thuốc. Nó bảo mình không được hút thuốc đâu. Ông bảo lấy đồ ông phải hút thuốc. Ông không hút thuốc ông chết. Bảo mày biết mày hút thuốc mày sẽ bị cô lao phổi mày chết. Bây giờ tôi biết tôi bị nhưng tôi vẫn phải hút. Bảo mày đúng là mày điên. Để được tiền đó, để được tiền trợ cấp đó. Ngồi cứ rồi à thì về cái mà thành ra là như ông như hôm trước anh nói trên cái video thì là ông ấy một là ông cũng không biết lái xe luôn đó mày, tại vì bị khai bị cái bệnh đó là không có lái xe được đâu mày, ông lừa học lái xe không. 26 năm nay Nguyễn Ngọc Lập chưa đi làm bao giờ lãnh tiền ấy, nó quay là con học cái này cái kia, nhà ông ấy nhà ông 1 triệu đô la ở các kia là nó ai lên thì đúng là ông tâm thần rồi mới quay như thế anh. Ông quê là để mà cái là rồi anh rồi ông bảo là ông nói chuyện trên 140 mấy đại khách hàng không biết đại đâu làm sao mà có 140 mấy đại. Lần đầu tiên đi Trường Sa về đang trên xe mở cái trên cắt lái đi về trong bộ tư lệnh hải quân chấm vào cái bảng này chấm vào trong là cái ông cho ít cái bảng anh mời ra đọc thì con gì con nói nhỉ tờ báo của Truyền Thông biết ông Nguyễn Ngọc Lập người lãnh đạo cộng đồng đã từng tổ chức ông đã từng tổ chức là 50.000 người biểu tình tại quận Cao năm 1997 trong anh mới cầm điện thoại gọi ai nói em là ông Nguyễn Ngọc Lập là lãnh đạo. Ông đứng khác, người ta ông cho ông khác. Mà làm gì có được còn là 50.000 người. Em với nhà em đề cao cộng đồng nó giỏi quá. Chưa bao giờ cuộc biểu tình nào được cái là có một lần hòa công minh là được 50.000. Còn cái vụ Trần Trường. Trần Trường á thì tại vì nó là 53 ngày. Thì mỗi một ngày đó thì là ngàn người thì Trần Trường nó nhân lên 53 ngày thì 53. Đấy. Chứ đâu phải. Thì những cái người đó là cái suất này ra đi biểu tình này được cái gì mới đó là một tô phở này một bao thuốc lá một ly cà phê hay thế đâu mình cũng ngạc nhiên về cái chuyện mà đi biểu tình có tiền là em cũng tưởng là thì ở đây cũng vậy không nhưng mà cái quỹ đó là do ai đóng góp này cũng là cái hội của mấy ông ban chỉnh đó của mấy nhà doanh nghiệp của mình đó của Việt Cộng hay cho đấy à. Của Việt Tân chứ còn vừa đấy trường đấy bữa nay anh nói là hoàn toàn do sắp đặt hết cái lá cờ nó không phải lá cờ vàng cờ đỏ sao vậy lá cờ nó cờ màu nâu vui sao vàng thế nhưng mà để dưới trên cái bàn thờ thì bàn thờ đang thắp cái bóng đèn này ông đỏ lên nó làm cái nhìn tưởng là còn một cái ông của người hồi quấn đi qua thì thấy nhưng mà tụi nó sắp đặt với nhau hết có tụi nó thì tụi nó mới biết chứ còn đấy gọi về trong hồi quấn rồi thằng trần trường nó đang treo cái lắc rồi để làm nó bắt đầu cho nói là mặc áo anh mặc áo nào mặc áo là Hùng Cửu Long mặc áo là Hùng Cửu Long kìa Hùng Cửu Long không mặc áo nữa cái áo cái màu nó như vậy thôi chứ người ta còn cái áo của thằng Trần Trường nó mặc áo màu nâu áo giống như là hoa hậu nó là nó chủ nghĩa dân tộc nó là nó gọi là
Việt Nam dân tộc đảng gì đó. Anh cho em hỏi cái này cái nữa. Quán Gen của ông Lý Kiến Trúc là nhà của ông Đại hay là ông Nguyễn hay là? Không, quán Gen là nó sang rồi hết rồi. Dạ. Hết rồi. Quán Gen là cái quán của người ta, ông Nguyễn. À, ông Nguyễn hả?